Sau hơn một tháng cả nước chuyển trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19, có thể thấy tín hiệu tích cực là số ca tử vong, nguy kịch giảm mạnh. Tuy nhiên, thực tế đáng lo ngại là những ngày gần đây số ca bệnh lại gia tăng, đặc biệt là số ca trong cộng đồng, gia tăng nguy cơ dịch lan rộng trở lại. Hơn một tháng chuyển trạng thái mới, đến nay Đà Nẵng đã ghi nhận 818 ca mắc COVID-19, với 22 chuỗi lây nhiễm có nguy cơ cao. Điểm nóng nhất trong thời gian này là quận Sơn Trà, với 273 ca bệnh được ghi nhận. Trong đó, có thời điểm phường An Hải Bắc và Nại Hiên Đông đã phải nâng cấp độ dịch lên cấp độ 3 để ngăn dịch lây lan. Chúng tôi đã tập trung chỉ đạo khoanh vùng, lấy mẫu, xét nghiệm, truy vết và tiến hành cách ly F1 tại nhà. Thì trong thời gian rất ngắn, các cái giải pháp kèm theo cái việc đó về công tác tuyên truyền vận động cũng như giải thích người dân ở nhà cách ly F1 tại nhà và thực hiện công tác giám sát, thì các ổ dịch này cơ bản là chúng tôi đã khống chế được. Thực tế, từ khi chuyển trạng thái bình thường mới thì mật độ giao thương đi lại và tiếp xúc đã tăng lên nhiều. Cùng với đó thì với độ bao phủ vaccine ở mức cao nên tâm lý người dân cũng bắt đầu lơ là, chủ quan. Trong hàng chục ca mắc cộng đồng những ngày gần đây thì có nhiều trường hợp tự ý đi xét nghiệm khi có triệu chứng thay vì liên hệ trạm y tế để được lấy mẫu tại nhà. Đề nghị các ông chí ra soát và quán triệt lại cái tinh thần này trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và nhân dân trên địa bàn của mình về cái công tác phòng chống dịch là không được lơ là chủ quan mà phải quyết liệt. Mặc dù hơn một tháng qua số ca tử vong, nguy kịch giảm mạnh trong cả nước, tuy nhiên điều đáng lo ngại là những ngày gần đây số ca mắc liên tục tăng lên và ngày 26 tháng 11 đã vượt qua con số 13.000 ca. Tuy nhiên, theo Bộ Y tế, khi trở về trạng thái thích ứng linh hoạt, kiểm soát an toàn, hiệu quả dịch COVID-19, thì việc đánh giá cấp độ dịch sẽ có sự thay đổi. Đối với cả những cái trường hợp mà nhiễm mắc ở trên 100.000 dân trong một tuần là cái chỉ tiêu số 1, đó, thì báo cáo các đồng chí là chúng ta cũng không coi cái đó là quan trọng, bởi vì là hiện giờ thì chúng ta đang khuyến khích người dân tự phát hiện và báo cáo với cả cơ đơn vị y tế. Khi có triệu chứng thì đến các cơ sở y tế để được tiếp cận. Cho nên là cái xu hướng của chúng ta thì sẽ tập trung vào cái việc đánh giá về cái tỷ lệ bệnh nhân nhập viện, bệnh nhân trở nặng và bệnh nhân tử vong. Bộ Y tế nhận định số ca mắc cộng đồng đang có xu hướng gia tăng ở nhiều địa phương trong cả nước do mầm bệnh đã tồn tại trong cộng đồng. Nhiều ca bệnh không có triệu chứng, không rõ nguồn lây và có liên quan đến người trở về từ vùng dịch. Các nhà chuyên môn, nhà khoa học nhận định Việt Nam phải hết sức cảnh giác, không được lơ là, chủ quan và phải sẵn sàng ứng phó đợt dịch thứ 5.